trong rồi đây, từ từ. Đúng rồi, Tinh Lan. Bé heo ơi, bé heo đi tắm nè con ơi con. Trời ơi mẹ dơ quá heo ơi. Đi tắm đi tắm đi tắm. Trời ơi có cần câu này dẫn bé heo đi nó mới chịu đi. Đó đó xuống đây tắm nè. Trời ơi tắm tắm đã chưa tắm đã chưa. Tắm xong rồi bọc rồi đi lên nè bé heo ơi, đi lên đi lên đi lên. Trời ơi mày tắm xong mày tính ra biển luôn hả mày? Ui nghe bé heo của mình nó quậy quá. Ui nó tắm xong nó không chịu vô bờ tính sao mọi người? Chết bà rồi, cái heo của mình nó vừa chạy ra đây tắm mà bây giờ nó không chịu vô bờ rồi nè. Trời ơi trời đúng là bé heo này quậy quá. Nó không tắm mày đã đời dẫn nó xuống nước xong mình ở dưới nước luôn rồi. Đi vô bờ đi con. Nè 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 vô bờ để tao đẩy mày vô bờ ha. Trời trời, mày với con mèo nó cũng y hệt nhau các bạn ơi. Bạn mèo của mình á, suốt ngày qua nhà chị Panda chơi, không có chịu về nhà. Mấy bạn thấy thấy bà mèo của mình thấy ghét không? Bây giờ để con mèo của chị Panda đang làm cái gì vậy ta? Ê heo, trả tao lại nhà của mèo chị Panda heo ơi. Trời trời, nó tắm xong rồi nó đi ì ạch vậy nè, nó không có chịu đi nè các bạn ơi. Rồi, đi nhanh nhanh lên heo ơi, đi nhanh nhanh lên. Để con mèo với chị Panda hôm nay đang làm cái gì vậy? Trời ơi, kìa hai người kìa. Trời ơi, chị Panda còn mèo đâu? Rồi mèo đang làm gì vậy? Rồi mèo với chị Panda đang làm ruộng mọi người ơi. Mọi người thấy không? Nó bé heo này làm nhanh hơn rồi nè. Chạy nhanh hơn rồi. Nhanh quá. Khoan, heo. Có thử ơi, mẹ của chị Panda đang làm ruộng để bây giờ Hút sẽ xuống Hút kêu mèo về mới được. Mèo ơi, mèo. Ôi mèo ơi. Không có tôi ở đây không có ai tên mèo hết, ở đây không có con mèo. Mèo. Vậy nhà mèo ơi, sao xuống nhà mèo đi chạy qua nhà chị Panda chơi hoài vậy? Tôi không phải là mèo. Đâu. Bây giờ mèo có về không? Trời trời mèo này không chịu về quậy quấn mình luôn rồi kìa. Đây là đâu? Về nhà. Trời ơi mèo về nhà mèo ơi. Rồi mèo bỏ nhà mấy bữa nay rồi mèo chừa tôi thịt heo ăn không mà vậy rồi. Ủa, về nó ăn rồi. Rồi còn nói gì nữa? Trời ơi suốt ngày chạy qua nhà chị bên đây chơi là cái gì? Ở đây có lúa với có bò nè. À có lúa với có bò mà mèo mới không chịu về đúng không? Được rồi. Tôi phá lúa rồi, Đây, rồi tôi giết bò. U này này có gì? Bò. Chị Panda có chút xíu. Không được các bạn ơi. Mẹo chị Panda nay chơi chung lại với nhau nữa rồi mọi người ơi. Mọi người thấy không? Này dám vô nhà gì? Mình dám đánh đến Hút luôn. Để bây giờ mình sẽ coi coi. Chết rồi xong. A mèo giết chết bé heo của mình rồi. Ôi xin. Trời ơi trời rồi xong. Nhớ đó nghe mèo. Rồi mấy bạn thấy không? Mèo chị Panda hôm nay hung dữ quá mọi người ơi. Mình mới qua nhà mình chơi có tí xíu mà giết chết bé heo của mình luôn. Ý là mình qua mình kêu mèo với chị Panda. Thì mình kêu mèo về á mà mèo dám giết chết bé heo của mình. Được rồi, mèo với chị Panda hay lắm, dám giết chết bé heo của mình. Được rồi mình sẽ con hai người cho hai người sợ phát khiếp luôn. Thử coi mèo còn dám láo với mình không? Mèo còn dám ở nhà chị Panda chơi nữa không cái đã. Ok để con coi mèo chị Panda đè đang tính làm gì ta. Rồi, mèo nó tính thả bé Happy nữa kìa. Ê. Trời làm gì vậy mèo? Nó ăn rồi. Nó ăn đâu? À, kìa nó ăn kìa. Rồi mèo. Rồi té đi nha. Vừa lắm. Ê chết bà, mèo gì mà đang kiếm kim cương mình chẳng có lại đâu. Chạy. Rồi. Rồi thôi. Nhà chung nhà đóng cửa lại. Mèo gì đang rượt mình. Chết bà. Chạy. Ủa vậy muốn xuống đây hả? Kệ xuống đây. Thôi mèo gì mà đi. Trời ơi. Rồi mấy bạn thấy không, này có kiếm kim cương dám ăn hiếp Red Hood rồi mấy bạn thấy không? Được rồi, bây giờ mình sẽ làm bẫy con mèo chị Panda mới được. Đây, hôm nay mình đã chuẩn bị sẵn cái bẫy của mình nè mọi người, để mình lấy ra cho mọi người xem nha. Đây, thứ nhất đây là đá tàn hình. Đá tàn hình thì có tác dụng là đặt đá ra mấy bạn thấy không? Nó sẽ tàn hình mình chung vô được. Đó, mình chung vô trong cục đá được nè mấy bạn thấy không? Đó mà. Đây gọi là đá tàn hình nha. Các bạn biết mình dùng đá tàn hình này để làm gì không? Để mình làm cho bạn coi nha. Đá tàn hình này mình sẽ dùng để tròn hiệu chị Panda đó. Bây giờ thì mình sẽ để đá tàn hình ở đây đi rồi mình sẽ làm bẫy mới được. Ok các bạn ơi, đây là đá tàn hình nè. Đá tàn hình này có chức năng là giúp mình đi vô trong đây mà không ai phát hiện luôn, thấy chưa? Đó, Hút bây giờ Hút đã trốn trong viên đá tàn hình này rồi nè. Đó, thấy chưa? Đó, mình đút cái đầu ra nè, mình biến vô trong đá tàn hình đó là thấy không? Đá tàn hình này á mấy bạn, để mấy bạn dòm đi. Một chút nữa mình sẽ dùng cái này để mình tròn mèo chị Panda. Và bây giờ mình phải đi chế thêm một số thứ nữa. Đây, mở cái rương lấy đồ nè. Đó. Đó mấy bạn thấy không? Đây, mình chế đồ nè mấy bạn ơi. Nè, mình đầu tiên là mình phải làm phiến đá cuội nha. Đó, phải là phiến đá cuội mới được nha. Đó. Rồi, sau đó mình sẽ dùng cái kim cương của mình nè. Kim cương này mình chừa lại nè. Đây. Phiến đá cuội này mình sẽ làm ba que kim cương lên nó sẽ thành 7 gai kim cương mà thấy không? Đó các bạn ha, 7 gai kim cương rất là dữ nha. Rồi bây giờ gậy, mình sẽ bỏ ba cái gậy ở đây và mình sẽ có 7 gai tự động đó, 7 gai kim cương và 7 gai tự động này mình chắc mình phải làm nhiều lên để mình con mèo chị Panda quá. Đó mình làm thiệt nhiều luôn. Rồi. Rồi mấy bạn ơi, Hút đã chuẩn bị xong tất cả những món mà Hút cần để con mèo chị Panda rồi nè. Đây Hút đã trở về rồi đây. Đây là thuốc nổ nè các bạn thấy không? Thuốc nổ này là trong những cái lần con của Red Hood là không thể nào thiếu được. Đó là thấy không? Đây là 7 gai kim cương và 7 gai tự động nè. Đó và chúng ta đã đầy đủ những cái món vật phẩm để dùng để con mèo chị Panda trong ngày hôm nay rồi.
để con rồi mình qua mình coi thử cái mẹo chị Panda đang tính làm cái gì ha. Thôi mẹo chị Panda đang làm gì vậy? Rồi mẹo đang cho bé Happy ăn nữa kìa. Mẹo ơi, nghe đâu chứ ham kim cương, nhiều kim cương lắm mẹo ơi. Cái gì? Muốn gì? Tôi đâu có làm gì đâu. Kìa thôi, tôi rủ chị Panda đi mai mới được. Chị Panda ơi. Nay nhà chị Panda nghèo vãi. Chị Panda đi mai đi chị Panda. Kìa trời. Vào đâu rồi, giàu quá rồi. Hết kim cương rồi. Xong. Ok, vô đây, có kiếm kim cương không? Có kiếm, có kiếm rồi, xong, chết chị Panda. Kìa, có giáp kim cương này, quýnh lại. Ôi rồi, rồi xong, ha, quá đơn giản. Bây giờ mẹo chị Panda hết kim cương rồi, hai người nên đi mai đi. Hai người không đi mai là một hồi hai người chết luôn đó, đó, chưa. Bây giờ mẹo chị Panda phải có cúp và đồ kim cương đúng không chị Panda? Đúng không? Bởi vậy giờ chỉ còn được cái cúp kim cương kìa, chị không hồn chị đi mai đi, em tha cho chị đó. Ôi, tha đi chứ, quýnh cái lời chứ. Vô đây, giáp kim cương này, vô sao trước rồi, hai người chết ngắt, nè, đó, sao trước rồi cho cái tội xạo. Đã nói nhường cho đi mai là cũng dám chịu đi mai nữa. Giờ đi mai đi. Rồi thôi, hút cho mọi người đi mai đó, mọi người đi mai đi. Còn bây giờ hút sẽ vô rừng hút cây he. Đúng rồi mấy bạn, hút chặt cây mà. Ha ha, chắc tôi chặt cây mà mèo. Mấy bạn ơi, mèo với chị Panda bây giờ chắc đang chuẩn bị đồ đi mai rồi. Nhưng mà mình phải xuống dưới, mình phải làm một cái bẫy thiệt là xịn mới được. Đặng cho mèo với chị Panda lúc mà đang đi mai sẽ dính bẫy của hút. Đây. Đây là cái chỗ mèo của chị Panda đi mai để bạn thấy không? Đó, đây nè. Rồi mình sẽ chung vô đây, mình set up một cái bẫy chứ nha. Ok nè, ở đây mình sẽ set up một cái bẫy mới được. Để coi coi ở đây có cái gì ta. Ở đây không có kim cương. Được rồi. Để mình set up nha. Đó, đây là cái xô nhung nhàm nè. Đó, mình sẽ đổ nhung nhàm ở đây đi ha. Đào ra. Đào nhiều lên. Đó, đào tới khi nào mèo chị Panda nhảy lên không được đó là được rồi. Đó, đào ra. Rồi, ở đây được rồi. Mình sẽ đổ nhung nhàm ở đây. Đó, mình đổ nhung nhàm, đổ nhung nhàm thiệt nhiều luôn. Thiệt nhiều nhung nhàm luôn nè. Đó. Đây là một cái hố lava rất là xịn nè. Và bây giờ ha, mình sẽ xây một bức tường đá ở đây đi. Đó, một bức tường đá ở đây. Bức tường này phải thật là an toàn cho chị Panda với mèo không biết đường phải đi đường nào nè. Đó. Nhưng mà mình phải nứt trong bức tường đá này nên mình sẽ đục hai lỗ này, mình đặt tường tàng hình của mình vô. Rồi, tường này thử chung vô rồi. Đó, chung vô. Đó. Mình sẽ đứng trong bức tường này thừa lúc mà mẹo chị Panda mình đứng đây đang nói chuyện làm cách nào để đi qua được cái hang này phải không? Mình sẽ chung ra mình đạp đứt mèo, cái mẹo chị Panda sẽ bay xuống đây. Đó, thấy không? Mình đã chuẩn bị rất kỹ rồi. Khoan, để phòng hờ trường hợp mẹo chị Panda mà có chống mình sẽ rút kiếm kim cương trước cái đạn đó xong. Bây giờ thì chờ mẹo chị Panda vô đây thôi mọi người ơi. Khoan. Mọi người khoan đã. Mình phải đặt mấy viên kim cương đang dụ mẹo chị Panda tại vì hai người này rất là tham lam nó dụ ở đây nè. Đó, mẹo chị Panda sẽ kiểu gì cũng phải chạy ra đây đặt chôm kim cương hết là đó. Thấy chưa, đây là kim cương nè, để mình đặt hết ở đây đi. Mình sẽ đổ nhung nham vòng ở đây đi, đó, cho nó nguy hiểm quá. Đó, mình sẽ đặt ở đây, đó. Mẹo chị Panda kiểu gì cũng phải chạy ra đây đặt chôm kim cương thôi, đó, hai người này tham lam mà. Mình sẽ đạp hết đít hai người này xuống hố lava. Chung vô trốn thôi. Đúng ở đây thôi. Trời ơi trời, không biết sao mẹo chị Panda lâu xuống quá ta. Trời, để giờ nãy giờ đứng đây hơi lâu rồi đó. Chị Panda nè, đi xuống đường này nè. Em biết cái chỗ nhỏ đây nè. Hay mẹo nói như này kim cương nhiều lắm, xuống dưới thôi. Sao đây cái chỗ này nó bị gì vậy? Sao có lava ta? Kim cương kìa. Khoan, em lấy mấy cái lốc này em đặt đi đâu rồi đây, từ. Đúng rồi, tính lại. Cái gì vậy? Chạy mấy bạn ơi, mẹo chị Panda bị đạp đít xuống dưới dung nham rồi. Đã thiệt mèo mấy bạn ơi. Mình chạy lên về nhà. Ok, nãy giờ troll mẹo chị Panda rồi mọi người thấy không? Wow, cái bẫy của mình thật là ngon. Bây giờ để coi thử coi. Mẹo chị Panda đang về kìa mọi người thấy không? Chạy vô nhà. Đây là cái bẫy tiếp theo của mình nè. Mẹo chị Panda kiểu gì cũng sẽ chạy vô nhà mà lên trên lầu đây. Mình sẽ để thuốc nổ ở đây nha mọi người. Đó, mình để thuốc nổ bên đây. Đó, đào thiệt mẹ lên. Đó. Cái bẫy thuốc nổ này bao an toàn luôn nè. Đây là tấm áp lực mọi người biết không? Cái tấm áp lực này vừa mở cửa nó vô là kiểu gì cũng trúng không? Mình sẽ đặt TNT ở đây đặng cho mẹo chị Panda không biết nha. Đó, mình đặt vòng nhà luôn. Wow, đặt quá trời luôn, đặt thiệt nhiều luôn các bạn ơi. Đây là cái bẫy TNT của mình nè. Đó, chung vô đây đặt luôn, đặt thiệt nhiều luôn. Đó, các bạn thấy không? Đây là cái bẫy TNT của mình này. Mình đặt quá trời luôn, để coi thử cái mèo chạy bên đây chị Panda chạy tới đâu ấy. Ui, hai người này bị khủng hay gì vậy? Đường ở ngoài không đặt mà đi đặt cái đường đó ta. Trời, đúng là hai người điên. Thôi bây giờ mình thừa cơ mình đập cửa sổ mình chạy lẹ. Để coi hai mèo chị Panda chạy lên tới đâu rồi. Kìa, bây giờ hai người đang chạy vô nhà kìa các bạn ơi. Đó. Ai hết cho tao thì chạy. Li lấy hết kim cương rồi. Xuống đây. Mèo chị Panda giờ bây giờ sẽ chạy lên trên nóc nhà. Chị Panda bắn nhà luôn. Rồi chị Panda vô đây. Quýnh lộn. Quýnh lộn. Quýnh lộn.
Xô luôn hết rồi, một cái chỉ là mèo luôn nè. Đó, trong cái tội dám chống với Red Hood là bây giờ ở nhà hai người đã banh rồi kìa. Trời ơi, đã thiệt chứ, đã đời thiệt chứ. Bây giờ hai người thì chắc tức điên lắm nè mấy bạn ơi. Ủa mấy bạn chưa đâu mấy bạn ơi, bây giờ ở nhà của mẹo chị Panda đã banh canh rồi. Và hai người này nhất định là tối nay sẽ không có chỗ ở. Mấy bạn biết nếu mà không có chỗ ở thì hai người phải ngủ ở đâu không? Đúng rồi, đó là ngủ ngoài đường đó. Và lúc mà mèo với chị Panda ngủ ngoài đường thì Hood sẽ sử dụng tới 7 gai kim cương của mình để con mèo chị Panda mới được. Để bây giờ coi coi hai người đang ngủ ở đâu mới được. Trời ơi, nhà mình banh mất tiêu rồi chị Panda ơi, Hood ác độc. Ôi bạn ơi, chị cũng thấy rồi, tàn nạn quá. Ôi rồi luôn. Tối nay mình không ngủ. Ở đây nè chị Panda. Còn của chị. Thôi tối nay mình khỏi ngủ trong đây luôn. Giờ em với chị gom mấy cái miếng gỗ vụn nè, mình xây lại cho mình cái căn nhà đỡ đỡ đi nè. Đi ra đây, xây lại cái chùa đi rồi ngày mai mình sửa nhà lại. Đó. Ôi trời ơi. Rồi xong mình sẽ đặt hai cái giường ở trong không à. Nhiều lắm hả mèo. Cái nhà như đây thôi, ngày mai mình xây lại cái nhà khác. Chứ giờ cái nhà đâu có đủ ở đâu. Đó, xong cái đặt hai giường trong đây. Hả? Làm kiểu gì nữa? Ok, chắc con hoa lên chứ làm gì? Chắc con hoa còn lên nữa hả? Rồi để em xây cái này cho. Rồi xong rồi chị Panda ơi. Nhà mình đã có nhà. Rồi em chỉ biết xây được có cái căn nhà vậy thôi á. Cái này là nhà luôn hả mèo? Trời ơi. Thì coi như nó là nhà đi, nó có giường ngủ là được rồi. Để thôi ngày mai mình xây cái khác nữa. Rồi đóng cửa là căn còn không? Rồi đó. Rồi mấy bạn ơi, mèo với chị Panda đã xây một căn nhà đằng kia kìa đó. Thì sáng mình có giờ thấy đó, đó là căn nhà của mèo chị Panda. Bây giờ mấy bạn ơi, đã đến lúc mà mình phải trôn mèo chị Panda rồi. Tại vì tội hai người này suốt ngày chơi chung với nhau mà không chơi chung với mình. Đó, cho tội dọn qua nhà ở chung nè ha. Thời đó ha, mình không có nhớ, không lầm á. Trời đừng thích bà, chết bà, mèo đang đi cắm đuốc kìa. Trời trời, không được, không được, núp vô mới được. Núp vô đây. Đó đó, núp vô. Ui, mèo đang đi cắm đuốc mà. Thôi, đó. Và thấy không? Rồi để mèo vô nhà ngủ mới được. Mấy bạn nhớ không? Hồi đó lúc trước mèo có chơi chung với mình á, mèo đã troll mình bằng một cái bẫy bằng TNT lúc mình đang nằm ngủ. Bây giờ thì mình sẽ trả thù mèo bằng cái cách mà làm ra một cái bẫy gai để troll mèo chị Panda luôn nè. Rồi có hai người vô nhà ngủ chưa ta? Kìa, vô nhà rồi kìa. Đó, vô nhà rồi các bạn thấy chưa? Rồi xong, vô nhà nằm ngủ rồi. Đến lúc Red Hood ta đã phải trả thù thôi. Đây đây, hai người bây giờ đang nằm ngủ rất là ngon. Bây giờ thì mình sẽ đặt bẫy gai mới được. Để coi. Khoan, ủi, còn lắp cầu thang vòng nữa chứ, làm gì chơi bed world vậy đó. Đây, bật chế độ game mode sáng tạo lên nè hen. Rồi xong, mình sẽ đặt bẫy nè. Đây là bẫy gai kim cương nè. Còn đây là bẫy gai tự động. Thì mình sẽ đặt một cái lớp gọi là hai lớp bẫy luôn để mình đặt đồ của chị Panda với mèo rồi. Kìa hai người đang ngủ ngon luôn kìa. Đó. Đây, để hút tròn cho bà thấy nha. Đập hết luôn. Đó, đập hết. Đập luôn cái cửa luôn. Rồi lắp lại. Đó, bây giờ mình sẽ đặt cái gọi là tấm áp lực ở đây nè. Đó, đặt tấm áp lực ở đây. Rồi xong. Bây giờ mình sẽ đặt bẫy gai kim cương lên nè. Đó. Bẫy gai kim cương này khi mà mấy bạn dặm vô tấm áp lực thì bẫy gai kim cương sẽ được kích hoạt. Nó sẽ lồi lên một cái thanh gai kim cương. Đó thấy chưa, anh gai kim cương màu xanh này thấy chưa. Đó rồi bây giờ mình sẽ làm bẫy gai tự động ở ngoài phòng trường hợp mèo chị Panda có chạy ra ngoài được. Đó, đặt vòng. Cái bẫy gai tự động này á là khi mà đứng kế bên nó là nó sẽ tự động bung ra luôn chứ không phải là như bẫy gai kim cương nha. Không, hai người giờ đang ngủ say luôn nè. Rồi để hút cắm đuốc lại cho hai người hen. Đó rồi xong, hai người đã bị mình troll bằng bẫy rồi. Bây giờ để coi sáng ra hai người thức dậy như thế nào nha. Bây giờ để hút cho trời sáng lên nè. Đó, trời sáng lên rồi. Ồ chị Panda. Ôi sao chị mới lên chặt ai? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Ủa sao trong vòng mình có mấy cái gì nè? Biết rồi, cái này chưa mình nhảy ra đây được. Mèo chị Panda ơi, biết cái này là cái gì không? Đây là bẫy gai của Red Hood đó. Có con này nhảy ra đi nè, tôi đây nè. Nè. Ủa, mình đâu? Rồi, nhà của mẹ chị Panda bay rồi. Bây giờ hai người có ngon thì nó đây quýnh tôi nè. Nè. Tức lục. Ôi trời, mèo nhảy ra. Đó, bẫy gai nằm mình đâu nè. Rồi, vậy có ngon nhảy ra, tôi quýnh cho bay vô lại nè. Ngon nhảy ra coi. Đó, bẫy gai cương đâm nè, đâm nè. Đó, đâm nè. Rồi, xong rồi ra nha. Đừng. Rồi nè, đứng ở đó phải không? Bây giờ tôi sẽ bỏ thêm zombie vô. Trời ơi, zombie nữa. Chết chị Panda luôn. Ok bạn thấy không, mấy cái bẫy gai xẻ nồm zombie vô nó còn lụi luôn zombie kìa, nó lụi luôn mình các bạn thấy không. Trời đúng mấy cái bẫy gai này ghê thiệt các bạn ơi. Thôi bây giờ thì mình đã troll được mẹo chị Panda bằng ba cách đơn giản nhất rồi. Tưởng gì hả, tôi chị Panda hồi sinh rồi. Chết nè, mẹo chị Panda hồi sinh rồi kìa. Rồi con ngon xuống đây kìa. Đó, chung ra nè. Trời, mấy bạn thấy không, cái bẫy gai này của mình rất là xịn đúng không. Bây giờ mẹo chị Panda đã bị mắc kẹt trong cái bẫy gai này rồi, thì mấy bạn á thấy mình troll mẹo chị Panda như vậy là có đáng hay không, thì bạn hãy nhớ comment ở dưới nhà đặng cho mình biết là mẹo chị Panda có tội hay không.
không nha. Cái ai mượn mà bỏ hút dám thì hai người dám đi đi chơi. Chết chết chết. Bị ai troll mình. Ui. Ui mày mèo đúng chị. Mình tự troll mình luôn rồi không được được thôi. Bỏ chạy mèo chi bên đa. Thường cơ hai người vẫn còn ở đây thì mình lo chạy đi. Chứ mất công hai người chung ra thì con nước dí mình đập mình chết quá. Bye bye mọi người nha.